Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Và khi nãy thì Thượng Tọa Thích Như Từ chưa nói hết cái ý về cái tâm bi. Xin thỉnh Thượng Tọa tiếp tục. Kính thưa quý vị khán thính giả đài truyền hình ABC, chúng tôi xin tiếp tục với đề tài là Tứ Vô Lượng Tâm. Lát nãy chúng tôi đang trình bày gian dở cái từ vô lượng tâm. Thì giờ này bản thân chúng tôi sẽ tiếp tục với cái từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm. Thưa quý lực vị là chúng tôi xin nhắc lại là bi vô lượng tâm có nghĩa là chúng ta chạnh lòng, chúng trắc ẩn, buồn. Vì khi thấy một chúng sanh nào đó hay thấy một người nào đó mà đang gặp phải những cái hoàn cảnh bất hạnh, khó khăn, những cái không may mắn ở trong cuộc đời, hoặc nói khác hơn là thấy cái nhân và cái quả của một người khác nó không được tốt đẹp. Thí dụ như chúng ta thấy một người đang làm ác, đang tạo những cái việc xấu, những cái nhân xấu, thì chúng ta khởi cái lòng thương, lòng trách ẩn đối với một cái người đang có cái xu hướng và có cái tâm lý tạo những điều bất thiện nghiệp. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta mở được cái lòng từ của mình và mở được cái lòng bi của mình ra đối với muôn loài, thì chúng ta có thể cưu mang và bằng cách nào đó chúng ta có thể hướng dẫn họ và tìm một cái phương pháp nào đó để có thể làm cho họ trở nên tốt hơn và làm cho họ có thể sống có đạo đức hơn, tích cực hơn. Đó là một cái trạng thái mà chúng ta có thể chuyển hóa họ để đạt được một cái đời sống nó có ý nghĩa tốt đẹp hơn. Cho nên trong nhà Phật có thuật ngữ là từ năng giữ lạc, bi năng bạc hố. Bi có khả năng chữa lành và có khả năng giải trừ những cái khổ đau, những cái phiền não của người khác, của muôn loài. Do vậy, khi chúng ta, nếu như chúng ta có được lòng từ thì tất nhiên chúng ta cũng có thể có được cái lòng bi, là thương xót, thương yêu và lăng mẫn đối với mọi lời xung quanh. Cho nên chúng ta thường có cái câu đại từ, đại bi, mẫn chúng sanh, là ở đó chúng ta thường hay hành trì. Đối với một hành giả như chúng ta là những người tu nhân học Phật thì chúng ta không thể thiếu một cái đời sống có nhằm nâng cao những cái giá trị về lòng từ và lòng bi. Con xin kính hòa thượng. Cảm ơn thượng tọa. Chia sẻ thêm. Thưa quý vị, bi karuna tức là compassion. Như thượng tọa Như Từ vừa nói đó, thì khi mà có cái tâm từ bi thì đương nhiên là có trí tuệ. Bởi vì hôm tuần rồi tại chùa Diệu Pháp có một cái khóa bác quan trai hàng trăm người. Trong cái thờ Phật Pháp Tọa Đàm có một vị hỏi nếu mà có lòng từ bi mà không có trí tuệ thì có thể bị rơi vào những cái sai lầm hay không. Thì cái đó cũng là một cái câu hỏi rất là hay, rất là hay. Tuy nhiên khi mà chúng ta đã đạt được cái lòng đại từ đại bi thì đương nhiên là trí tuệ có mặt. Còn nếu mà không có trí tuệ thì mình không có nhìn thấy một cách trọn vẹn cái sự khổ đau của người, mà cũng không có phát tâm để nỗ lực cứu tế. Nếu mà có chăng thì đó là một chút cái sự thương xót, chứ chưa phải là đại từ đại bi. Vào năm 1997, khi mà chúng tôi có dạy ở tại đại học UCLA đó, thì cái chủ đề mà chúng tôi dạy là tứ vô lượng tâm. Rồi cũng có một vị hỏi chứ, nếu
mình nhận lấy cái nỗi khổ niềm đau của người, làm cái niềm đau nỗi khổ của mình, thì làm sao mình có đủ cái năng lực để mình cứu khổ độ sinh? Câu hỏi đó rất là thông minh, và quả thực như vậy. Mình phải làm sao vận dụng cái năng lực của đại bi để mà cứu khổ độ sinh, chứ mình không đồng hóa cái nỗi khổ của một ai đó để rồi mình phải gánh lấy cái nỗi khổ của họ. Mà theo Ngài Phật Âm, Ngài Buddha Sosa, Buddha Gosa đó, thì Ngài nói rằng là như là để đề cao phương diện hoa diệu khổ đau, chức năng của nó không phải là nằm trong sự gánh chịu nỗi khổ đau của người khác. Nó được biểu hiện như là sự Bồ Tát. Nghĩa vụ trước mắt của nó là nhìn thấy sự bất lực nơi những người đắm chìm trong đau khổ. Nó thành công khi khuất phục được sự ác, và thất bại khi nó phát sinh ra những cái u sầu. Mình đi giải cứu những cái nỗi khổ của người khác, nhưng mà mình thấy người ta đau khổ, mình cũng ưu phiền, mình cũng buồn rầu, thì chắc chắn là mình sẽ đánh mất đi cái năng lực cứu khổ. Cho nên ở đây cái điều hết sức là quan trọng đó là mình phải tự đặt mình vào một cái cương vị có một cái năng lực phi thường vô lượng, để có thể cứu khổ cái nỗi khổ của vô lượng chúng sinh. Cho nên vấn đề ở đây là làm sao để mình có thể trước hết tự trang bị cho mình một cái lòng đại từ, một vô duyên đại từ, đến một cái mức độ mà không ai có thể làm tổn thương mình được, không có bất cứ một người nào, dù đó là một cái kẻ thù bất cộng đại thiên của chúng ta, có khả năng làm cho cái tâm của chúng ta nó bị tổn thương, ngoại trừ chính bản thân của chúng ta. Họ có thể làm cho chúng ta bị thương tích trên cơ thể, nhưng mà nếu chúng ta không cho phép thì không ai có cái khả năng làm tổn thương cái tâm thức của mình. Đó là cái điều hết sức là quan trọng. Cho nên ở đây, nếu mà chúng ta sống một đời sống với tất cả cái năng lực của từ, thì nó luôn luôn mang đến cái niềm vui cho người, thay vì đi tìm cái niềm vui cho chính mình từ ở nơi người khác. Và ở đây cái năng lực mà bạc khổ nó nhổ sạch cái cội gốc của nó, thì không phải là chỉ ở trên cái bề mặt, mà là phải đoạn tận tất cả những cái sự khổ đau với cái đại bi tâm. Thì ở đây mình luôn luôn lúc nào cũng phải quán chiếu và bằng cái tuệ giác siêu việt, mình thấy rõ được cái bản chất của khổ đau, mình thấy rõ được cái niềm đau nỗi khổ của người, để mình có thể tìm đủ những cái phương tiện mà mình có thể sử dụng trong cái sứ mệnh giải khổ, như là một cái lý tưởng của Bồ Tát Đạo. Chúng ta rất có thể dễ bị bỏ cuộc khi mà chúng ta thực hiện cái bi tâm, bởi vì mình dễ chán nản, mình dễ sanh ra một cái trạng thái tâm lý mệt mỏi khi mình đối diện với một cái nỗi thống khổ mà nó vượt ngoài cái khả năng cứu độ của mình. Đó là những cái trường hợp mà nó thường xảy ra trong đời thường của rất nhiều hành giả. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là mỗi ngày chúng ta phải huân tập, mỗi ngày chúng ta phải làm sao để cho cái đại bi tâm nó tăng trưởng. Khi mà nó tăng trưởng đến cái mức độ đồng thể đại tâm, mình thấy được cái
bản tánh của tất cả muôn hữu vũ trụ nói chung, rồi cái tâm của chúng ta và với một cái đối tượng nào đó nói riêng, nó là hoàn toàn bình đẳng, nó có một cái mối liên hệ hết sức là mật thiết. Cho nên cái niềm đau nỗi khổ của người được xem như là cái trách nhiệm giải khổ của chúng ta. Cho nên ở đây Ngài Phật Âm Ngài nói rằng là không có gánh thế cái nỗi khổ của người khác, bởi vì cái đó nó dễ cho làm cho chúng ta bị ngã quỵ, mà chúng ta sẽ đánh mất đi cái năng lượng của đại bi tâm. Thì nói chung á, tùy theo cái nhìn cách suy nghĩ của mỗi người mà có những cái lý giải khác nhau, nhưng mà khác nhau như thế nào thì trên căn bản của những lời dạy mà Đức Phật đã từ bi khai thị, thì chúng ta phải trước hết đó, nếu mà mình chưa có được một cái năng lực của đại bi thì mình còn phải mỗi ngày tu tập, mỗi ngày phải quán niệm để làm sao hung trường. Khi mà chúng ta đối diện với tất cả những cái hoàn cảnh, tất cả những cái vấn nạn, thì chúng ta đã có đủ cái nỗ lực để mà mình dâng thân cứu độ. Thì xin Thỉnh Thượng Tọa chia sẻ tiếp về cái tâm thứ ba, đó là tâm hỷ A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch Hòa Thượng. Dạ, kính thưa quý vị khán giả đài truyền hình ABC, phạm trú cái tâm thứ ba trong tứ vô lượng tâm, đó là hỷ vô lượng tâm. Cái hỷ tức là vui theo, là mình vui mừng trước những cái nhân lành, quả lành mà người khác tạo ra. Cái đối nghịch của cái tâm hỷ đức là cái tâm đố kỵ, cái tâm ghen tương, cái tâm tị hiềm. Những cái phạm trú tâm nó mang tính cách tích cực chống lại cái niềm vui của mình. Chẳng hạn như là mình thấy người ta thành tựu, mình thấy người ta thành công, mình thấy người ta giỏi giang, và mình thấy người ta có điều kiện, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Rồi mình lại sanh cái tâm đố kỵ, sanh cái tâm ghen ghét, sanh cái tâm tị hiềm. Tức là những cái trạng thái rất là tiêu cực, có thể xuất phát từ chính trong cái tâm của chúng ta. Thành thử cái hỷ vô lượng tâm này nó cũng được xem như là một cái pháp môn tuệ quán để chúng ta phát triển cái lòng từ, lòng bi và cái lòng vui của mình trước mọi hoàn cảnh. Cho dù chúng ta gặp bất kỳ một cái hoàn cảnh nào đi nữa, nhưng mà tâm chúng ta cũng giữ một cái trạng thái ổn định, một cái trạng thái vững chắc. Chúng ta không có dao động bởi những cái tiếng khen chê, và chúng ta cũng không có dao động bởi những cái lời tị hiềm, vân vân. Thì khi tâm của chúng ta mà hướng về một cái đối tượng nào đó với một cái sự thành công hay là một cái sự thành tựu nào đó ở trong thế gian này, trong cuộc đời này, mà chúng ta sanh cái tâm ghen ghét, đố kỵ, thí dụ như gia đình của chúng ta không bằng gia đình của người khác, rồi mình sanh cái tâm đố kỵ anh em, mình cũng sanh cái tâm đố kỵ tị hiềm khi em của mình, anh của mình nó có một đời sống tốt đẹp, hay xa hơn chút nữa là hàng xóm láng giềng mà họ có đầy đủ hơn, có điều kiện hơn, có con học hành giỏi giang hơn, trong khi gia đình của mình, con cái của mình không có bằng người ta, rồi từ đó mình sanh cái tâm tiêu cực là chẳng hạn mình ghét người ta, hoặc là mình
không có vui khi thấy người ta có được những cái thành tựu như vậy. Thì đó là một trạng thái tâm mà rất là khó để mà chúng ta thực tập. Tuy nhiên trong cuộc sống, nếu như chúng ta không có trải cái lòng từ, lòng bi của mình ra, chúng ta không có trải cái lòng hoan hỷ trước mọi cái việc làm của người khác, thì cuộc sống của chúng ta rất là ngột ngạt và chúng ta gặp rất là nhiều những cái khổ đau ở trong cuộc đời này. Khi mà mình có cái lòng ghen ghét, tị hiềm đối với mọi người, thì chính bản thân của chúng ta là những người khổ đau nhất. Tức là những cái chướng ngại từ ở trừ trong tâm của chúng ta chưa có được cởi bỏ ra. Chẳng hạn như chúng ta cảm thấy sân khi thấy người ta thành tựu, cảm thấy ghét khi chúng ta ganh tị một cái điều gì đó mà chúng ta không có được. Như vậy đó là một cái trạng thái tâm lý chúng ta rất là tiêu cực. Mà đối với những hành giả, đối với những người tu tập theo pháp môn tuệ quán hay tu tập theo pháp môn tứ vô lượng tâm, thì tốt nhất chúng ta nên hãy loại trừ tất cả những cái đối tượng hay như là những cái tâm lý tiêu cực ngay từ trong tâm của chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta sân hận hay là đố kỵ hay là ghen ghét hay là cảm thấy không vui khi chúng ta thấy những người khác có được những cái thành công, những cái thành tựu trong cuộc đời, thì cái đó là một trong cái tâm đó nó không có tốt đối với chúng ta. Do vậy chúng ta cần phải thực tập hàng ngày làm thế nào chúng ta hãy vui theo, hãy tùy hỷ theo. Mình thấy người ta làm điều thiện, điều phước, chúng ta hoan hỷ theo, chúng ta vui mừng theo với một cái hướng tích cực. Như vậy thì có thể giúp ích cho đời sống của chúng ta sẽ thanh hoa hơn và cuộc sống của chúng ta sẽ dễ chịu hơn, thoải mái hơn, và chúng ta sẽ không bị cái ngột ngạt của những cái tâm lý giam giữ, giam nhốt và giới hạn giữa mình với mọi người xung quanh bằng những cái tâm như là tị hiềm, tật đố, đố kỵ, ghen ghét, thù hận, vân vân. Thì con xin kính Hòa Thượng được mở rộng thêm. Thượng Tọa. Dạ. Thưa quý vị, như Thượng Tọa Như Từ đã chia sẻ, thì chúng ta thấy hỷ tức là mudita, mà hỷ ở đây tức là vô lượng, chứ không phải là chỉ có một cái niềm vui nhỏ, mà niềm vui vô lượng vô biên, cũng không phải là một cái niềm vui nó thỏa thích, nó mang tính cách thế tục, mà vì mình thấy, mình biết vô lượng chúng sinh đã được giải thoát khổ đau, cho nên mình vui, mình thấy vô lượng vô số chúng sinh có được cái tâm an lạc hôn hỷ, cho nên mình hôn hỷ, mình vui. Một cái niềm vui ở đây nó kêu là inner joy, thì rất rất là quan trọng. Một cái niềm vui mà ở đó nó không có một cái biểu hiện của một cái ngã. Khi mà đã thành tựu được qua hai cái giai đoạn của hai cái tâm đầu tiên, thứ nhất đó là tâm từ, từ vô lượng, thứ hai là tâm bi, bi vô lượng, thì bắt đầu bước vào cái tâm thứ ba là hỷ vô lượng. Và ở đây không có một cái tâm lý ganh tị, không có một cái ác ý, không có một cái điều gì mà được xem như là tự tôn hay là tự ti. Thường đó thì trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy có một cái từ gọi là tùy hỷ công đức, hết sức là quan trọng. Và ở trong 10 cái nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền, trong cái bộ Kinh Hoa Nghiêm đó, chúng ta thấy cái điều thứ 9 đó là cũ giả hành thuận chúng sinh. Hành thuận ở đây xem vậy chứ không phải là dễ, không phải là ai cũng có được cái khả năng như thế. Bởi vì chúng sinh đó thì có rất nhiều cái căn cơ, mỗi một cái căn cơ như thế thì nó hoàn toàn là sai biệt. Mà Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng phát nguyện hành thuận chúng sinh, thì cái điều này nó phải tăng trưởng đến một cái mức độ phiên bản thứ nhất là của
từ tâm vô lượng, thứ hai là bi tâm vô lượng, và thứ ba là hỷ tâm vô lượng. Thì nói chung để có một cái tâm hoan hỷ trước cái sự thành tựu của một ai đó thì chúng ta cũng phải tu tập, cũng phải mỗi ngày như vậy. Làm sao để cái tâm của chúng ta lúc nào cũng thật sự hoan hỷ, thật sự hoan hỷ. Ngay cả những cái lúc mà chúng ta thất bại, có nhiều người nghĩ rằng ở trong đạo Phật của chúng ta, khi mà nói đến vô ngã là nói đến một cái gì nó mang tính cách ích kỷ. Khi mình vô ngã cho nên ai hủy bán mình, ai làm cái gì đối với mình này nữa thì mình cũng như như bất động, giống như là Thi Hào Tô Đông Pha gọi là bát phong suy bất động, tám cái nguồn gió nó thổi đến, cái tâm vẫn không có một mảy may xao động. Không phải vô ngã, không phải là chỉ bản thân, mà vô ngã đây nói đến một cái sự bình đẳng tuyệt đối với tất cả chúng sinh, nó bao gồm cả cái lòng từ bi hỷ và xả nữa. Cho nên cái tâm hỷ ở đây thấy nghe thì chúng ta nghĩ là nó dễ để có thể thực hiện, nhưng mà trên thực tế nó cũng không phải là đơn giản nếu mà chúng ta không có dùng công. Và cuối cùng là cái tâm xả, thì xin thỉnh Thượng Tọa tiếp tục chia sẻ, còn có 2 phút nữa rất là ngắn. Dạ, Di Đà Phật. Kính thưa quý lực vị, cái tâm cuối cùng trong tứ vô lượng tâm đó là tâm xả. Tâm xả ở đây được hiểu như là một cái sự tự tại, một cái sự an nhiên, một cái sự dưỡng dưng, hay là một cái sự thản nhiên trước mọi cái hoàn cảnh, cho dù hoàn cảnh đó là thuận hay là nghịch, khổ đau hay là hạnh phúc, chúng ta lúc nào cũng thể hiện một cái tâm xả là không có chính mắc ở một cái phạm trù nào. Cho dù chúng ta thương ai và chúng ta ghét ai, thì chính trong cuộc đời của họ, chính cái hạnh nghiệp của họ trong nhiều đời, nhiều kiếp, nó sẽ giải quyết cho cuộc đời của họ. Chúng ta dù có thương ai biết mấy, nhưng mà mỗi người theo như Đức Phật nói thì đều có một cái nghiệp riêng, có một cái núi tiền nghiệp trong quá khứ. Do vậy, cho dù chúng ta ghét người ta bằng trời đi nữa, chúng ta ghét người ta đến mức độ nào đi nữa, nhưng mà với cái hạnh nghiệp lành của họ trong nhiều đời, trong quá khứ họ tạo, thì họ vẫn nhớn nhơ sống rất là hạnh phúc. Thì cũng vậy, thì đối với chúng ta mà gặp trước những cái hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, cho dù thế nào đi nữa, cho dù chúng ta có tạo nhiều cái thiện nghiệp đi nữa, nhưng chúng ta cũng vẫn gặp phải những cái khổ đau trong cuộc sống, là tại vì trong tiền nghiệp của mình, trong những cái nghiệp quá khứ của mình đã tạo nhiều cái nghiệp bất thiện, cho nên kiếp này chúng ta cũng gặp phải những cái hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng vẫn dưng và không có... Cảm ơn Thượng Tọa rất là nhiều. Ở xã tên là Uppercare, ở đây là detachment, thì nó nói đến một cái tâm bình đẳng, nó nhưng mà không phải là vô cảm, không phải là mình thiếu cái lòng từ hay là lòng bi hay là lòng hỷ, nó hoàn toàn khác với cái sự vô cảm trước những cái khổ đau ách nạn của chúng sinh. Mà ở đây sống với một cái tâm rất là bình đẳng, không phân biệt bạn ấy là thù hay là người này là bà con hay là người kia là những người xa lạ, vân 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 vân. Thì nói chung có 4 cái tâm vô lượng mà Đức Phật dạy chúng ta cần phải nỗ lực tu tập. Thứ nhất là từ vô lượng, thứ hai là bi vô lượng, thứ ba là hỷ vô lượng, và thứ tư là xả vô lượng. Chúng tôi cứ phải bám sát cái đề tài, bởi vì có một lần giáo sư Lê Văn Ba gặp chúng tôi và giáo sư có nói rằng: "Ô quý thầy, sao phải kết luận
và phải bám sát cái đề tài. Bây giờ nếu mình chỉ nói lan man cái chuyện xã hội vân vân mà không đi sâu vào trong cái giáo pháp do Đức Phật khai thị thì nó cũng làm cho cái người theo dõi bị lạc hướng. Do vậy mà chúng tôi muốn tóm tắt lại bốn cái tâm đó là từ, bi, hỷ và xả. Đây gọi là tứ vô lượng tâm. Chúng ta còn phải hành trì hàng ngày để giúp cho đời sống của chúng ta thật sự an lạc và giúp cho mọi loài chúng sinh cũng thật sự an lạc. Xin chân thành cảm ơn Thượng Tọa cũng như là cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. A Di Đà Phật. Phật giáo.